Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cái bài số 7, tức là các sản phẩm của công nghiệp lên men phần 2. Cái bài này thì nó gồm có 5 cái nội dung liên quan đến các cái chất metabolite sơ cấp, rồi công nghệ sản xuất thuốc kháng sinh, chuyển hóa sinh học, các cái polymer sinh học và các cái chất hoạt sinh học, và cuối cùng là cái công nghệ sinh học khai khoáng. Thì cụ thể là các cái chất trao đổi sơ cấp ấy, thì như vậy ở trong cái sơ đồ chuyển hóa sinh học thì như vậy là nó có liên quan đến 20 cái amino acid các em tìm thì ở trong cái sơ đồ chuyển hóa đó và các cái ứng dụng của nó trong y học cũng như trong các cái ngành khác. Nhìn chung thì amino acid nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm cũng như các chất tăng hương vị, chất chống oxy hóa. Trong y học thì nó làm dịch truyền và cái giá trị thương mại của nó hiện nay cỡ chừng khoảng 6 tỷ đô la. Ở trong đó thì glutamic acid tức hay còn là sản xuất bột ngọt thì nó chiếm khoảng một nửa. Và có nhiều cái cách để sản xuất amino acid, thì trong đó có những cách tức là bằng chiết từ dịch thủy phân protein hay là lên men các cái nhóm vi khuẩn gram dương, điển hình là Corynebacterium và Brevibacterium. Và các cái chủng sản xuất thì chủ yếu được sàng lọc qua cái đột biến. Thì đây nó là cái biểu đồ mà nó nói về cái ứng dụng của các amino acid trong y học cũng như trong thực tế. Năm 2009 thì tổng doanh thu của nó đạt khoảng 17,8 tỷ đô la. Đây là cái bài trình bày những cái sản lượng của thế giới về amino acid, trong đó chúng ta lưu ý có những cái amino acid, ví dụ như glutamic acid là cái mà nó được sản xuất với số lượng rất lớn. Tiếp theo là những cái amino acid không thay thế, trong đó có methionine cũng rất là nhiều và lysine ở trong đó, các em xem cũng là đến 32.000 tấn. Trước tiên chúng ta đi vào cái ngành công nghiệp sản xuất glutamic acid. Thì cái này nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn, bởi vì bản thân trong cái cơ thể con người ta glutamic acid cũng chiếm một cái tỷ lệ từ 15 cho đến 20% khối lượng cơ thể. Và trong đó thì điển hình tức là monosodium glutamate thì được tạo thành từ glutamate bằng con đường lên men. Đây là một chất điều vị gọi là bột ngọt hay là mì chính, thì như vậy là nó là một cái sản lượng cũng rất là lớn hiện nay. Thì lịch sử tìm của nó thì vào năm 1908 thì ông Ikeda người Nhật đã phát hiện ra cái chất glutamic acid từ cái tảo bẹ. Tiếp theo vào đến năm 1957 thì Kinoshi và Asai đã phát hiện ra cái vi khuẩn có khả năng tổng hợp và nó tiết glutamic acid. Và đặc biệt đến năm 1962 thì Kinoshita đã trình bày cái cơ chế lên men glutamic acid từ Corynebacterium glutamicum. Thì chúng ta thấy trong cái sơ đồ chuyển hóa trao đổi chất thì tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là các sản phẩm lên men nó đều phải đi từ gluco 6 phốt phát trong sơ đồ gluco 6p. Sau quá trình đường phân thì nó sẽ tạo ra được pyruvate rồi chuyển hóa thành acetin CoA và nó đi vào cái chu trình Krebs. Và một cái thành phần của cái chu trình Krebs các em theo dõi trong sơ đồ tức là alpha ketoglutarate, khi mà nó được ghép thêm cái NH3 thì nó sẽ tạo ra cái glutamate, và trên cơ sở đó thì người ta tạo ra muối sodium của nó, thì đấy chính là bột ngọt.
Đây là cái giá trị thương mại của glutamic acid trên thế giới. Tính theo thì như vậy là đến năm 2020 chẳng hạn thì nó đạt cỡ chừng hơn 5 tỷ đô la. Tức là một cái số lượng cũng rất là có giá trị thương phẩm. Về vi sinh vật lên men tạo glutamic acid thì có rất nhiều vi sinh vật có khả năng tạo và tiết glutamic ra bên ngoài. Nhưng hiện nay thì chủ yếu các cái chủng sản xuất glutamic acid là Corynebacterium glutamicum. Và nó đang được sử dụng và chủ yếu là sử dụng các chủng đột biến của nó. Những chủng đột biến có khả năng sản xuất có khả năng tạo ra từ 40 đến 50 gram trong 1 lít dịch lên men glutamic acid. Trong điều kiện phòng thí nghiệm thì có thể đạt được tới 100 gram trong 1 lít. Đây là một con số cũng rất là lớn. Cái môi trường lên men thì các em xem trong đó nó gồm có nguồn carbon và nguồn nitơ, thì các em xem kỹ ở trong đó, vân vân. Trong các cái nguồn dinh dưỡng, khoáng, thế rồi vitamin thì đặc biệt là vitamin biotin. Nó còn gọi là vitamin H. Đấy, cái này là đóng vai trò rất là quan trọng trong lên men glutamic acid. Các em theo xem cái vitamin biotin hoặc vitamin H trong cái sơ đồ chuyển hóa ở cái nhóm tức là các vitamin tan trong nước. Cái điều kiện lên men glutamic acid thì chủ yếu người ta quan tâm đến ba cái, tức là cái pH của môi trường thì nó khoảng từ 7 đến 8. Nó có một cái chính độ ở chế độ thông khí thì nó có một cái công thức theo cái công thức như bên dưới tính theo oxy, và nhiệt độ tối ưu thì từ 30 cho đến 35 độ. Đây là cái quy trình công nghệ sản xuất glutamic acid từ từ mía. Và cái glutamic acid thì nó có thể sản xuất từ tinh bột. Ví dụ như ở Việt Nam ta thì như vậy là sản xuất ngọt hay là glutamic acid thì chủ yếu là từ bột khoai mì. Tất nhiên để chế sau đó từ tinh bột thì như vậy khoai mì thì nó sẽ sử dụng những enzyme kiểu như amylase để nó cắt ra thành glucose là cái đơn vị nó tạo tinh bột và từ đấy nó sẽ cho lên men. Thế còn lên men từ mía thì bản thân tức là trong mía thì nó chứa đường saccharose và từ đấy thì nó cũng tách ra thì nó cũng ra được hai cái thành phần tạo từ mía là fructose và glucose. Thì các em biết hai cái chất này thì nó cũng đều hai cái loại đường này đều nằm trong cái quy trình trong cái quá trình đường phân. Tuy nhiên thì có một cái điểm hết sức lưu ý là nó như thế này, tức là hiện nay chúng ta cũng rất là coi như là quan tâm đến cái chuyện là sử dụng các cái biện pháp của công nghệ sinh học và đặc biệt là công nghệ gen đó để mà nó tạo ra cái các cái amino acid. Tuy nhiên ấy, nó có một cái khó khăn là đa số các cái vector plasmid thì chủ yếu hiện nay nó lại tái bản trong vi sinh vật gram âm, ví dụ như E. coli. Và nếu mà đưa nó vào các vi sinh vật gram dương, ví dụ như đưa vào các cái chủng sản xuất glutamic acid, ví dụ Corynebacterium và Bifidobacterium thì nói chung là khó khăn. Tuy nhiên thì người ta cũng đã đạt được một số các cái tiến bộ trong đó. Thí dụ người ta có thể gia tăng cái tổng hợp amino acid tryptophan bằng cách đưa vào chủng dạy bản sao thứ hai của gen mã hóa Alpha-Lipase Synthetase. Thì cái enzyme này nó giới hạn tốc độ tổng hợp tryptophan. Các em xem cái vị trí của tryptophan trong cái sơ đồ chuyển hóa. Một cách khác người ta có thể tạo được cái chủng E. coli sản xuất amino acid. E. coli là một vi khuẩn gram âm thì người ta có thể làm này điển hình là trong trường hợp cysteine. Cysteine thì như vậy là như trong cái sơ đồ chuyển hóa thì nó được tạo ra từ cái serine. Tuy nhiên là nếu như ở E. coli thì cái con đường tổng hợp cysteine từ glucose nó sẽ bị ngăn, nó bị ức chế ngược bởi cái enzyme serine acetyl transferase. Các em xem trong sơ đồ cái việc chuyển hóa từ serine sang cysteine.
thì cái enzyme này nó xúc tác cái phản ứng đó và nó bị ức chế ngược. Do đó cho nên để mà khắc phục cái đó thì người ta đã tạo được các chủng E. coli chuyển gen để nó mất cái tính ức chế ngược này. Và điều này nó cũng mở ra một cái triển vọng sản xuất amino acid ở các cái chủng gram âm, thí dụ Corynebacterium và Rhizobacterium. Một cái điểm cũng cần chú ý nữa trong cái chuyện sản xuất chất thứ cấp mà có liên quan đến sản xuất axit hữu cơ, trong đó có amino acid, là cái việc mà sản xuất người ta sử dụng các vi sinh vật chuyển gen sản xuất chất thứ cấp mà có nguồn gốc từ thực vật. Thí dụ như là methyketone là một cái chất thứ cấp có vai trò bảo vệ cây trồng. Nó còn được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. Thì hiện nay cái quá trình mà tổng hợp các cái chất thứ cấp ở thực vật thì nó rất là phức tạp. Và do vậy cho nên cái chuyển gen nó phải đi liền với cái việc tức là chuyển cả một cái cụm gen mà nó phải hoạt động một cách đồng hướng và hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy cho nên việc chuyển gen vào để mà sản xuất chất thứ cấp là một việc rất là khó khăn. Tuy nhiên thì hiện nay người ta cũng đã sử dụng cái kỹ thuật biến dưỡng, tức là người ta dùng những cái plasmid đôi hay hơn nữa để nó tạo ra E. coli, những cái nó tạo ra E. coli nó mang một số các cái gen mà nó phối hợp với nhau trong vấn đề xúc tác để tạo ra dịch, ví dụ như là methyl thế. Thì người ta đã phân lập được ít nhất là 5 cái gen methyl ketone synthase. Về Việt Nam hiện nay thì bên trường ở miền Nam thì ở Sài Gòn thì trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì nó có một cái nhóm để nghiên cứu về cái này, cũng đạt được những cái kết quả bước đầu rất là triển vọng. Và người ta sử dụng những cái plasmid đôi như trong hình đây, chứ không phải plasmid đơn, chúng ta vẫn hiểu khi mà chuyển cái gen để mã hóa tổng hợp protein nào đó. Rồi, ngoài cái amino acid thì như vậy nó còn có các axit hữu cơ. Thì trong cái sản xuất amino acid thì chúng ta sẽ có một cái xem một cái bộ phim về như vậy là sản xuất cái acid. Thì các axit hữu cơ thì như vậy là trong các axit hữu cơ thì citric acid là một cái axit hữu cơ mà nó có nhiều ở trong thiên nhiên. Nó có và có rất nhiều ứng dụng ở trong các cái công nghiệp thực phẩm và cũng các ngành công nghiệp như in trong y dược, sản xuất sơn và chất dẻo. Thế thì nó có ba cái phương pháp sản xuất citric acid là tổng hợp hóa học, chiết từ quả và lên men vi sinh vật. Đây là cái sản lượng về cũng như là giá trị thương mại của citric acid và các cái lĩnh vực mà người ta sử dụng nó. Thì cái năng suất năm 2019 thì đạt khoảng hơn 2 triệu tấn và nó dự kiến đạt khoảng gần 3 triệu tấn vào năm 2024. Và cái giá trị thương mại của nó tính ở trên là tính theo tỷ đô. Ví dụ năm 2020 thì như vậy nó cũng đạt cỡ chừng được khoảng 2 tỷ đô la. Thế thì trong cái lên men để mà tạo citric acid thì hiện nay cái công nghệ, hai cái công nghệ, một cái công nghệ tức là lên men chìm và cái công nghệ lên men bề mặt, thì chúng ta thấy trong sơ đồ thì lên men chìm nó chiếm một cái tỷ lệ lớn hơn. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ được xem một cái bộ phim mà về sản xuất cái citric acid. Tiếp theo là lactic acid. Lactic acid cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong nhiều loại thực phẩm cổ truyền như là sữa chua, nem chua, dưa, rau quả. Sản lượng của nó ước chừng cỡ chừng 50.000 tấn trong một năm. Và 2 phần 3 cái số lượng đó được sản xuất bởi lên men. Và cái cơ chất chủ yếu của nó là đường đơn hoặc là đường đôi. Hoặc là trong các cái phế liệu của cái ngành sản xuất công nghiệp thực phẩm.
rồi có một số các cái thông tin liên quan đến lactic acid, và đây là giá trị thị trường của lactic acid và polylactic acid, nó đạt cỡ chừng khoảng 1,21 tỷ, 0,32 tỷ đô vào năm 2014. Và như vậy người ta dự kiến nó sẽ đạt khoảng 3,16 và 0,93 tỷ đô tương ứng hai loại trên vào năm 2022. Cái thứ tư, sản phẩm thứ tư mà chúng ta đề cập đến tức là các nucleotide. Thông thường trong cơ thể thì các nucleotide, năm cái loại nucleotide nó là năm cái đơn vị thành phần để nó tạo ra nucleic acid. Chúng ta xem cái chữ trong cái sơ đồ thì nucleotide nó chia làm hai nhóm, một cái nhóm ở phía trên gọi là nhóm purin thì nó gồm có adenosine và guanine, còn ở bên dưới thì nó thuộc cái nhóm pyrimidine thì nó có uridine, cytidine và thymine. Em xem trong cái sơ đồ chuyển hóa và tất cả chúng nó đều theo các mũi tên thì nó sẽ đến cái phần sao chép, cái phần phiên mã và dịch mã ở trong cái giáo lý trung tâm ở góc bên phải của sơ đồ. Thì lên men chủng vi sinh thì nó cũng lên men để tạo nucleotide thì nó có các chủng ví dụ như là Bacillus subtilis, Brevibacterium aminogenis vân vân. Cái này nó được sản xuất để mà sản xuất cái inosin. Cái lý do là hiện nay nhiều cái chất nucleotide đấy, một số chất nucleotide đã được sử dụng ở trong công nghiệp cũng như ở trong cái thực phẩm để làm chất tạo mùi vị rất là có giá trị để mà góp thêm làm phong phú thêm cái nguồn tạo chất mùi vị. Thì em lưu ý cho tôi ở trong cái sơ đồ trong đổi chất thì có hai cái chất tức là inosin 5 phốt phát và guanidin 5 phốt phát là hai cái chất mà coi như là thường được sử dụng để làm cái chất tạo vị. Đây là cái quá trình để mà nó tạo inosin monophosphate. Các em xem ở trong sơ đồ nó phải đi từ cái đường 5 carbon cái ribose 5 phốt phát, sau đó rồi nó lên PRPP theo cái mũi tên rất là dài đi lên phía trên, sau đó rồi thì nó sẽ đi sang rẽ và nó đi sang nó tạo ra IMP tức là inosin 5 phốt phát 5P, và từ đấy nó tách ra xuống bên dưới thành adenosin monophosphate và phía trên là guanidin monophosphate. Thì các em xem cái công thức của nó có ở trong cái sơ đồ trao đổi chất. Đây là cái quá trình lên men sản xuất 5 phosphate inosin do cái chủng tức là Corynebacterium aminogenis nó tạo ra inosin, và nó kết hợp với cái chủng tái tổ hợp tức là E. coli mà nó để nó xúc tác có cái nhiệm vụ xúc tác cái nhóm phốt phát vào cái vị trí C5 của cái đường ribose của inosin. Thì các em xem kỹ ở trong cái sơ đồ như vậy. Ở đây nó là cái sự kết hợp của lên men và của hai cái chủng. Ở trong thực tế thì như vậy là chúng ta thấy cũng thêm thông tin bổ sung, tức là để mà tổng hợp các cái nucleotide hoặc là một số các cái trình tự ngắn của DNA thì người ta sẽ sử dụng hiện nay người ta thực hiện trên máy tổng hợp gen. Cái việc tổng hợp gen này tức là cái việc nối ghép nối các nucleotide lại với nhau theo các cái vòng phản ứng, nó cũng tương tự như các cái vòng phản ứng khi mà người ta tổng hợp peptide. Đây là một cái chu kỳ phản ứng để nó nối hai cái nucleotide, và đây là cái thiết bị mà người ta sử dụng. Thì thông thường các cái thiết bị này bây giờ là nó được sử dụng để nó chế tạo ra các cái mồi hoặc là các cái mẫu giò hoặc là đầu giò, cái prop hoặc là primer sử dụng trong sinh vân đờ. Thì đấy cũng là một cái cách mà để nó tạo ra nucleotide, nhưng mà nhắc lại thì các cái nucleotide này là nó là những cái đoạn ngắn và nó được sử dụng ở trong các cái phòng thí nghiệm, các cái kỹ thuật sinh phân tử chứ không phải để mà sử dụng ở trong
nguồn thực phẩm, vân vân. Rồi tiếp theo là các vitamin. Thì điểm qua thì thị trường vitamin năm 2018 thì nó đạt khoảng 55 tỷ đô la, với cái nhu cầu tăng hàng năm từ 5,2 5,6%. Trong các vitamin ấy thì chúng ta lần lượt điểm qua. Thí dụ những vitamin quan trọng, thí dụ như riboflavin, vitamin B2, thì cái này được sản xuất bằng lên men và phương pháp hóa học. Thì có những cái chủng mà nó siêu sản xuất riboflavin vitamin B2, các em xem ở trong sơ đồ ở góc trên bên trái của cái sơ đồ trên cùng. Thì như vậy là nó có những cái chủng siêu sản xuất. Đấy, ví dụ như Erythrimum, HBE và HBA Gossypii, những cái sản lượng có thể đạt tới là 20 gram trong 1 lít. Đấy, một sản lượng rất là lớn đối với vitamin. Và sau khi mà nó tạo ra được cái vitamin thì như vậy người ta phải đóng viên nó. Đóng viên nó thì như vậy là nó có một cái sơ đồ sấy phun để tạo ra các cái viên vitamin như ở trong cái sơ đồ. Ở đây thì như vậy là người ta đưa vào là gì, các cái vitamin sau khi người ta đã sản xuất bằng các hình thức khác nhau, cộng với chất kháng oxy hóa, antioxidant, sau đó bổ sung thêm gelatin, dextrin, đường, nước thành một cái hỗn hợp, người ta trộn viên phù nó lên và sau đó người ta bơm vào cái máy sấy phun, và từ đấy thì nó sẽ tạo ra các cái hạt vitamin bọc. Thế thì đây là một cái sơ đồ và cái so sánh có hai cái cách để mà sản xuất vitamin B2. Bên trái là các cái quá trình hóa học, bên phải là sinh học. Và đây là cái công nghệ lên men sản xuất vitamin B2, và cái này nó liên quan đến cái công nghiệp công nghệ sinh học. Chúng ta nghiêng về cái chuyện tức là sản xuất vitamin B2 bằng con đường sinh học. Thì đây là cái sơ đồ để mà công nghệ sản xuất vitamin B2. Một cái vitamin nữa cũng rất là quan trọng là vitamin B12. Thì nó do các cái chủng vi sinh vật là Propionibacterium shemani hoặc Pseudomonas denitrificans nó sản xuất. Và mấu chốt của trong cái này là người ta cũng giống như trong trường hợp sản xuất cysteine từ serine, là làm sao người ta phải chọn ra được các cái chủng để nó tránh ức chế ngược bởi vitamin B12. Thì các em xem các cái công đoạn mà người ta lên men để nó tạo vitamin B12. Cũng lưu ý là vitamin B12 là cái vitamin duy nhất nó không được tạo ra ở thực vật, tức là trong cái sơ đồ chuyển hóa của tôi á, là nó không nằm ở góc bên trái phía trên từ cái chỗ lá cây đi ra, mà nó nằm ở bên phải gần cái hemoglobin. Lý do là cái nhân của vitamin B12 cũng rất là giống cái nhân của hemoglobin, cái nhân porphyrin của hemoglobin. Do vậy là trong sơ đồ vitamin B12 nó đứng ở gần cái đó bên phải. Tiếp theo là một cái vitamin hết sức quan trọng và được sử dụng rất là nhiều ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là vitamin C. Vitamin C thì các em thấy ở trong sơ đồ của tôi là nó sẽ được đi từ glucose 1 phốt phát. Glucose 1 phốt phát ở trong nó sẽ chuyển hóa thành glucuronic acid, và sau đó từ glucuronic acid nó sẽ đi lên ascorbic acid hay là vitamin C. Thì các em theo dõi, nó bắt đầu đi từ glucose 1 phốt phát, có nghĩa rằng là nó cũng phải bắt đầu đi từ glucose. Tất cả các chất lên men nói chung bắt đầu thường đi từ glucose. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay ấy, cái vitamin C ấy, thì nó đang được sản xuất theo một cái quy trình khá đắt tiền, bao gồm có hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn lên men vi sinh vật, và trước đó người ta phải thực hiện một số phản ứng hóa học, và sau khi lên men người ta cũng phải thực hiện một số phản ứng hóa học, tức là kết hợp là phương pháp sinh học và phương pháp hóa học.
Do vậy cho nên rằng là người ta có cái ý tưởng là phải chế tạo một cái chủng nào đó mang cái gen enzyme cần thiết để nó không cần phải thực hiện các cái phản ứng hóa học mà nó đi thẳng từ glucose để biến đổi nó thành cái hai keto gluconic acid là hai KLG bằng cách tức là người ta tách cái gen 2,5 DKG reductase từ một cái chủng Corynebacterium và cho nó biểu hiện vào trong cái chủng mà nó sản xuất vitamin C bằng con đường sinh học tức là Ervinia hepicola. Đây là một cái công nghệ mà nó kết hợp cả cái con bằng cái sản xuất vitamin C bằng con đường hóa học và sinh học. Thì cái lên men sinh học thì nó để ở trong cái khung mà có cái dấu chấm, có các dấu gạch nó đóng ở đấy. Thế còn trước nó thì nó biến đổi từ gluco đến sorbitol và sau nó từ sorbose đến ascorbic acid thì đấy là cả quá trình hóa học. Và cụ thể thì nó thể hiện ở trong cái sơ đồ như thế này. Thì chúng ta sẽ có một cái bộ phim nó liên quan đến quá trình lên men. Ở đây chúng ta thấy là trong cái sơ đồ này thì là đầu tiên là nó đi từ D-glucose xong được xúc tác hóa học thì nó sẽ tạo ra được cái sorbitol. Sorbitol thì nó phải trong quá trình lên men ấy, thì nó ở đây thì nó có cái được cái enzyme sorbitol dehydrogenase nó xúc tác thì nó tạo ra sorbose. Sorbose sau đó thì phải được oxy hóa để nó biến thành 2KLG. 2KLG này thì như vậy sẽ được chuyển thành dạng muối và sau đó thì được xử lý axit để về cái ascorbic acid tức là vitamin C. Thế nếu như bằng cái con đường sinh học thì người ta sẽ không phải có cái quá trình biến đổi từ gluco về sorbitol và cũng không phải có quá trình mà nó biến đổi sau cái lên men. Thế bằng cách như thế nào? Thì người ta làm như thế này. Theo cái sơ đồ này thì người ta thấy rằng là nó như thế này. Cái gluco thì nó chuyển hóa thành 2,5 DKG thực hiện bởi cái chủng Ervinia tiếp theo ấy là cái 2,5 DKG thì nó chuyển hóa thành 2KLG bằng một cái phản ứng ở trong tế bào nhưng của cái Corynebacterium. Đây là hai cái quan trọng Ervinia và Corynebacterium. Do vậy thì người ta tìm cách tức là người ta chuyển cái gen để mà nó chuyển 2,5 DKG thành cái 2KLG ở Corynebacterium về cái chủng Ervinia hepicola. Thì khi đó nó sẽ tạo ra được một cái chủng tái tổ hợp chuyển gen ấy, Ervinia hepicola mà nó chuyển trực tiếp glucose thành 2KLG theo cái con đường ở bên dưới. Thì như vậy là nó sẽ tiết kiệm và nó giúp cho tăng năng suất lên rất là lớn. Thì người ta cũng đã có những nghiên cứu rất là kỹ về những cái enzyme 2,5 DKG reductase và người ta cũng tìm cách để dùng cái đột biến điểm, người ta thay thế một vài cái vị trí amino acid của nó. Đấy các em thấy đây là cái trình tự các amino acid, mà amino acid thì được ký hiệu bằng một chữ cái, một cái phân tử này cũng rất là lớn. Cái đầu phía trên là đầu carboxyl, tức là nó dài 278 amino acid. Và như vậy người ta cũng tìm cách để người ta hoàn thiện, người ta cải thiện nó lên để nâng cấp cho nó, nâng cái hoạt tính của nó. Một cái nội dung thứ hai trong cái bài số 7 này là các cái liên quan đến cái công nghệ sản xuất thuốc kháng sinh. Thế thì có lẽ là các cái chất kháng sinh hay là các cái antibiotic ấy, thì nó chiếm vị trí hàng đầu ở trong các cái chất thứ cấp. Thì xuất phát điểm là năm 1928, ông Fleming ông ấy đã
khám phá ra cái penicillin một cách rất là tình cờ. Và cho đến nay thì đã có khoảng 12.000 cái chất kháng sinh có những cái tính đặc hiệu khác nhau, người ta đã phân lập được, người ta đã biết được. Tuy nhiên là từ đó chỉ có một số không lớn là những chất được ứng dụng trong thực tế. Và phần lớn cho đến nay thì những kháng sinh quan trọng thì được trách tiết tách từ Streptomyces, là một cái loại vi khuẩn gram âm. Theo thống kê ấy, thì như vậy trên toàn thế giới người ta sản xuất khoảng 100.000 tấn kháng sinh được sản xuất mỗi năm với cái doanh thu số khoảng 5 tỷ đô la. Và hàng năm thì người ta phát hiện thêm được khoảng từ 100 đến 200 cái chất kháng sinh mới. Tất nhiên rằng là từ đó thì chỉ một cái số lượng rất là hãn hữu mới có thể có cái ứng dụng thực tế. Đấy là cái điểm thứ nhất nếu dựa vào con đường phân lập từ cái nguồn tự nhiên. Một cái điểm thứ hai là hiện nay kỹ thuật gen nó cũng đã giúp cho để tạo các kháng sinh mới, giúp cho rút ngắn cái giai đoạn tạo ra các cái chủng nó có khả năng tức là tổng hợp được cái kháng sinh nguyên liệu ban đầu cao. Và một cái vấn đề thứ ba liên quan đến kháng sinh nữa là cái vấn đề là gì, là xuất hiện các cái đột biến mà nó kháng sinh từ phía vi khuẩn. Thế thì nhìn chung ấy, thì các cái chất mà nó có cái tính gọi là hoạt tính kháng sinh thì tạm thời nó có thể chia làm bốn cái nhóm tác động như thế này. Cái thứ nhất tức là cái nhóm kháng sinh mà nó tác động lên cái tổng hợp cái vách tế bào, thì trong này nó có hai cái mà chúng ta rất là quan tâm, tức là penicillin và cephalosporin. Thì trong sơ đồ của tôi ở phía trên cái màng thi thể thì nó có cái sơ đồ nó tạo ra hai cái kháng sinh này, từ cái alpha ketoglutarate và astin coenzyme, thì các em xem ở trong sơ đồ ngay cạnh cái giao lý trung tâm. Thì cái nhóm kháng sinh này là cái nhóm kháng sinh rất là quan trọng mà nó chiếm một cái thị phần rất lớn ở trong cái sản xuất kháng sinh của thế giới hiện nay. Thế thì cái nhóm kháng sinh này thì nó ức chế cái tổng hợp vách tế bào hay là cái vỏ tế bào, mà nó tổng hợp cái gì, nó tổng hợp cái peptidoglycan. Thì chúng ta thấy rằng là những cái tế bào vi sinh vật thì nó khác với cái tế bào của động vật của chúng ta, ở cái chỗ là bên ngoài cái màng thi thể thì nó có một cái lớp vỏ vách tế bào, vỏ tế bào. Thế thì để tạo cái vỏ này thì nó phải có những cái đoạn peptidoglycan, nó chứa một số amino acid nối các cái sợi, các cái tổ chức đó lại với nhau thì nó thành cái vách tế bào. Và phụ thuộc vào cái độ dày của cái vách này thì người ta mới chia nó thành cái vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm. Vi khuẩn gram dương là nó chứa cái vách peptidoglycan nó dày cho nên nó giữ được cái màu violet lại, cho nên nó có màu, cho nên người ta gọi là vi khuẩn gram dương. Thế còn vi khuẩn gram âm, thí dụ như là E. coli chẳng hạn, thì nó không, cái vách của nó mỏng, cái vỏ của nó mỏng, nó không giữ được màu, cho nên người ta gọi là vi khuẩn gram âm. Thì chúng ta thấy rằng lúc nãy cũng đã nói cái chuyện khi mà sản xuất các cái amino acid thì nó lại chủ yếu là các vi khuẩn gram dương chứ không phải vi khuẩn gram âm, cho nên cái việc mà tạo ra các vi khuẩn gram dương tái tổ hợp đấy, sử dụng các cái plasmid từ lấy từ vi khuẩn gram âm, ví dụ lấy từ E. coli chẳng hạn vào, thì nó hiện nay nó là một vấn đề khó khăn. Thì đấy là cái nhóm thứ nhất. Tuy nhiên thì ở cái nhóm này nó có một cái chuyện mà các kháng sinh thì nó xuất hiện liên quan nhiều đến cái cơ chế phản ứng của cái nhóm kháng sinh này. Cụ thể là do là cái penicillin và cephalosporin C nó chứa cái vòng beta-lactam trong cái cấu trúc của nó. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho các em. Cái vòng beta-lactam này thì cái bọn những cái chủng mà nó kháng kháng sinh, các cái chủng mà nó đột biến ấy, thì nó lại có khả năng, tức là nó tổng hợp ra cái enzyme nó gọi là beta lactamase. Beta lactamase này thì nó sẽ cắt cái vòng beta lactam của penicillin và cephalosporin, và do vậy cho nên là nó gì, nó làm bất hoạt cái kháng sinh. Đấy là cái cơ chế của nó.
Đấy là cái nhóm thứ nhất. Một cái nhóm thứ hai á là nó liên quan đến cái quá trình gọi là dịch mã, tức là cái quá trình mà nó xảy ra ở ribosome. Thì chúng ta biết quá trình dịch mã để nó tạo protein thì nó xảy ra ribosome, và như vậy là và do vậy thì cái quá trình này ấy, nó sẽ bị ức chế bởi một loạt đấy, quá trình này ở những cái vi khuẩn gây bệnh sẽ bị ức chế bởi một loạt các cái chất có tính kháng sinh, thí dụ như erythromycin, chloramphenicol, lincomycin, rồi thì đấy là ở cái đơn vị tiểu đơn vị 50, đơn vị lớn ấy. Thế còn cái tetracycline, streptomycin, spectronomycin và kanamycin thì là nó ức chế ở cái tạo protein ở cái tiểu đơn vị nhỏ. Đấy, do vậy cho nên là những cái mà những cái kháng sinh này, thí dụ như là chloramphenicol thì cũng được sử dụng rất là nhiều trong cái ngành công nghiệp nuôi tôm. Kanamycin là một cái kháng sinh được sử dụng khá nhiều, là một cái chất đánh dấu ở trong các cái kỹ thuật chuyển gen. Cái này thì chắc em biết, cung cấp thêm thông tin. Cái nhóm thứ ba nó là cái gì? Cái nhóm thứ ba nó liên quan đến cái kháng sinh mà nó làm thủng cái màng của tế bào vi khuẩn, làm thủng cái màng của tế bào vi khuẩn. Thế thì điển hình trong cái nhóm kháng sinh này là các cái peptide kháng sinh. Thế thì cái cơ chế của nó thì nó sẽ tạo ra một cái phức mà nó làm cho thủng cái màng tế bào. Khi mà thủng cái màng tế bào ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện nó làm cân bằng các cái chất điện 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 giải ở hai bên, bên trong và bên ngoài tế bào, và nó làm tế bào bị chết. Chúng ta biết là cái tế bào sống thì bao giờ nó được duy trì bởi một cái gradient chênh lệch về cái nồng độ của một số các cái ion điển hình, thí dụ như là natri và kali. Đấy, natri thì bên ngoài bao giờ nó cũng cao, và ngược lại kali thì bên trong bao giờ nó cũng cao hơn so bên ngoài. Thế mà do vậy cho nên là ở trong cái màng tế bào bao giờ nó cũng có một cái cơ chế hay là một cái bơm để mà nó bơm natri ra ngoài và nó bơm kali vào trong, đồng thời tất nhiên là phải tốn ATP để nó duy trì cái sự sống, duy trì cái sự tồn tại của tế bào. Nếu cái màng nó bị thủng do cái nhóm kháng sinh thứ ba này thì như vậy tế bào nó sẽ chết. Đấy, do vậy đấy là một cái cơ chế rất là quan trọng, bởi vì đối với cái cơ chế này thì vi sinh vật rất khó thích nghi, bởi vì cái cơ chế tác động của nó hoàn toàn khác với hai cái nhóm ở phía trên cũng như là cái nhóm thứ tư mà tôi sẽ nói bây giờ. Và do vậy cho nên hiện nay đối với các loại vi khuẩn gây bệnh, vi khuẩn nó gọi là kháng kháng sinh mà nó gây ra các hiện tượng lai chéo ở các cái bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến trên cùng, thì nó liên quan đến các cái nhóm vi mà nó kháng được các loại kháng sinh khác. Và do vậy cho nên rằng là người ta một mặt thì người ta phải tạo ra các kháng sinh bán tổng hợp để nâng cấp, nâng cái hoạt tính của kháng sinh lên, chúng ta sẽ đề cập ở phần sau của cái bài này. Và mặt khác thì người ta phải sử dụng một cái sự phối hợp giữa các cái kháng sinh thế hệ mới và các cái kháng sinh mà làm thủng màng tế bào, thí dụ người ta hay sử dụng là colistin, một loại peptide kháng sinh mà làm thủng tế bào. Và hiện nay cái phác đồ điều trị đối với các cái vi khuẩn kháng kháng sinh là thông thường người ta dùng cái tổ hợp như vậy. Cái nhóm kháng sinh thứ tư là nó liên quan đến các cái chất mà nó ức chế cái quá trình tổng hợp nucleic acid, cụ thể tức là DNA và RNA, thì nó liên quan đến như vậy. Thì đấy là cái điểm sơ về cái bốn cái cơ chế mà kháng sinh ức chế hoặc nó tiêu diệt được các cái vi sinh vật gây bệnh. Rồi bây giờ thì chúng ta đi vào cái penicillin, bởi vì nó là một cái đại diện tiêu biểu nhất. Cũng nên nhắc lại là cái ngành công nghiệp sản xuất penicillin ở Mỹ vào những năm 43, 44 của thế kỷ trước là nó đặt nền móng cho sự ra đời của cái khái niệm, những cái quy chuẩn nó liên quan đến cái công nghiệp công nghệ sinh học là cái mà chúng ta đang học. Bởi vì trên cái cơ sở sản xuất penicillin thì người ta đã
xây dựng được các cái phương pháp, người ta xây dựng được các cái quy chuẩn và để mà nó chuyển từ những cái nghiên cứu phòng thí nghiệm sang một cái ngành công nghiệp để sản xuất các cái sinh phẩm. Cho nên là penicillin là một cái điều rất là chúng ta cần phải biết và phải nhớ. Thế thì sau khi mà nó ra đời thì penicillin nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, nó cứu được cả hàng triệu các sinh mệnh ở trong chiến tranh lần thứ hai. Và Việt Nam mình thì giáo sư Đặng Văn Ngữ cũng là mà người ta còn gọi thêm một cái đặt cho ông một cái biệt danh, thế là giáo sư penicillin nước. Ông cũng đã lên men tạo được penicillin, nhưng do ở trong chiến khu chiến tranh chống Pháp chúng ta không có điều kiện, cho nên chỉ có lên men lấy nước, ở trong đó nó có chứa một số ít đơn vị penicillin. Nhưng tuy nhiên rất là may vào cái thời kỳ đó thì vi khuẩn nó cũng rất là yếu, thì cho nên là chỉ dùng penicillin nước thì nó đã chết rồi. Cho nên là đây là cái công đóng góp của, rất là lớn của giáo sư Đặng Văn Ngữ. Thế thì cái các cái vi sinh vật sản xuất nó thì các em đọc đấy, và các cái phương pháp mà nó tác động thì lúc nãy tôi đã nói, tức là nó tác động lên cái peptidoglycan đấy, nó tác động lên cái peptidoglycan và các cái ứng dụng của nó thì các em xem ở trong đây là một cái hình mà nó chụp các cái sợi tơ của cái con nấm mốc penicillin notatum để nó tạo penicillin, và phía trên là cái công thức của penicillin. Đây là cái sơ đồ công nghệ để nó sản xuất cái cephalosporin C. Nên nhớ là cái penicillin và cephalosporin C như lúc tôi giới thiệu đầu là hai cái nhóm kháng sinh mà nó ức chế cái vấn đề tạo vỏ hoặc là tạo vách của vi khuẩn, tức là nó ức chế cái tổng hợp peptidoglycan. Thì hiện nay thì cái kháng sinh nói chung, cái nguồn kháng sinh bán tổng hợp nói riêng và nguồn kháng sinh nói chung thì người ta thường người ta dựa vào cái chủng nó lên men cephalosporin C. Lý do là cái năng suất tạo kháng sinh của nó cao hơn so với những cái chủng penicillin. Hiện nay Hàn Quốc là một trong những nước sản xuất rất là giỏi về cái này. Thí dụ như có thể nói là họ lên men bây giờ họ đã tạo ra những cái chủng mà nó có thể sản xuất ra tới 30-40 gram trong một lít cephalosporin, trong khi cái chủng AC880 thì chúng ta thấy trong sơ đồ của Việt Nam chúng ta thì nó khoảng xung quanh là 10 gram lít, có thể bây giờ nó hơn một chút, bởi cái này là cái số liệu cách đây khoảng 7-8 năm. Thì cái quá trình lên men để mà nó tạo ra cái CPC natri tinh thể, CPC là gì? CPC tức là cephalosporin C và ở dạng muối với natri. Công thức của nó thì ở trong sơ đồ chi tiết của tổ về sơ đồ chuyển hóa học thì nó có bên cạnh penicillin. Thì đây là các cái bước mà người ta thực hiện, các bước này người ta thực hiện ở Viện Công nghệ Sinh học, Thực viện Lâm khoa và Công nghệ Việt Nam, và cái chủng thì cũng là chỗ họ. Và hiện nay do là kháng sinh thì bao giờ cũng là một cái loại thuốc nó mang cái tính an ninh quốc gia, mà do vậy dù muốn hay không thì luôn luôn chúng ta phải nghiên cứu và nâng cái hoạt chất tạo ra các cái chủng để nó tạo ra các cái kháng sinh cho chúng ta, bởi vì không ai có thể bán ra kháng sinh nếu như xảy ra cái sự cố chiến tranh, thì cái kháng sinh có lẽ là một cái mặt hàng sẽ được kiểm soát rất là chặt chẽ, giống như cái COVID, vaccine COVID-19 hiện nay nhiều nước có nhưng họ cũng không san sẻ cho các nước khác, thì sẽ dẫn đến một cái chuyện biến động về an ninh quốc gia. Rồi một cái điểm tiếp theo là ngoài cái chuyện mà mình gây đột biến rồi thì mình sàng lọc, thì nó còn có một cái hướng, tức là nó tạo ra các cái chủng nhờ kỹ thuật DNA tái tổ hợp. Thì sử dụng các cái kỹ thuật DNA tái tổ hợp này theo hai cái hướng, một là tạo ra kháng sinh mới và cái thứ hai là tăng cái năng suất. Thế thì nó cũng một cái rất là điển hình, thí dụ như trong cái việc mà cái tổng hợp cái kháng sinh thuộc cái nhóm tức là polyketid chẳng hạn,
Thì cái kháng sinh polycythin này thì nó có nhiều ứng dụng, trong đó thí dụ như có thể là kìm hãm cái miễn dịch, phản ứng miễn dịch, hoặc là nó giảm cái cholesterol huyết, có cái tác dụng tương tự giống như cái nhóm thuốc mà giảm cholesterol huyết thuộc gọi là lovastin. Cái polycythin này nó có một cái đặc điểm là như này, nó là một cái chuỗi peptide, tức là nó cấu tạo từ các amino acid nó gắn vào với nhau. Tuy nhiên rằng là nó không được tổng hợp như ở ribosome giống như là protein, mà nó tổng hợp ở trong những cái phức enzyme, tức là nó tổng hợp bằng con đường enzyme. Lý do là nó cũng dễ hiểu là bởi vì các cái peptide kháng sinh ấy, thì nó có cái cấu trúc nó khác, mặc dù nó cũng cấu tạo từ các amino acid, nhưng nó có thể cấu tạo từ các amino acid dạng đồng phân D, mà trong đó protein thì chỉ chứa đồng phân L. Và cái thứ hai nữa, cấu trúc của nó khác protein ở chỗ là nhiều cái kháng sinh nó ở dạng đóng vòng, do vậy cho nên nó không thể tổng về mặt nguyên tắc là nó không thể tổng hợp với ribosome, bởi ở ribosome chỉ có thể tổng hợp được sợi, bởi vì nó dựa trên một cái khuôn cũng là sợi, đấy là mRNA. Và do vậy cho nên là các polycap hoặc là các cái kháng sinh peptide thì nó phải được tổng hợp theo mấy cái khác, tức là tổng hợp trên bằng con đường enzyme. Thì đây là cái sơ đồ mà tổng hợp bằng con đường enzyme, tức là mỗi một enzyme đấy nó được ký hiệu bằng một cái module, đây người ta gửi 1 2 4 5 6 7, đây là các module. Mỗi module này thì nó chỉ xúc tác để mà nối với một amino acid đấy. Em thấy không, thì như vậy là cái kháng sinh sau khi nó được tạo ra ở đây theo bằng cái con đường enzyme, ở đây thì nó có cả D amino acid vân vân và vân vân, sau khi tạo xong thì như vậy nó đóng vòng. Mà cái này thì không thể làm được ở đâu, ở ribosome. Và do vậy cho nên đây là một cái điểm cũng rất là thú vị trong cái việc mà tổng hợp để mà nó tạo polycythin. Một cái hướng thứ hai là nó tăng năng suất kháng sinh. Nó tăng năng suất kháng sinh thì như vậy là người ta có một số cách như thế này. Tức là nó có thể tạo cái chủng lên men để sử dụng oxy tốt hơn. Bằng cách là cài thêm cái gen mã hóa cái phân tử giống như hemoglobin. Bởi phân tử hemoglobin nó có cái nhiệm vụ tức là nó hấp thu oxy và nó vận chuyển. Thì như vậy là nếu cài thêm cái gen này vào thì nó sẽ giúp cho cái chủng lên men nó lấy được oxy từ môi trường. Đấy, và người ta đã làm cái cách nó như thế để người ta sẽ giúp cho cái việc nó tạo ra được một cái sản lượng lớn kháng sinh. Thí dụ như là trong cái sơ đồ sản xuất penicillin hiện nay, đây như trên sơ bản, thì như vậy là nếu như mà cái mục tiêu của chúng ta là phải tổng hợp được 7 ADCA ở cái chủng tức là Acrimonium crisogenum cải biến biệt gen. Thì trong này thì nó có cái gen CAFEF. Thì cái chức năng của cái gen này người ta phá nó đi, và như vậy nó dẫn đến tức là bằng cái con đường chuyển gen người ta gây tức là delete, người ta phá nó đi, và như vậy là người sẽ dẫn đến cái chuyện là penicillin nó được tích tụ. Và cái chủng này sau đó ấy, nó biến nạp với một cái chủng khác thì để nó chuyển cái penicillin. Khi cái penicillin N nó không đi theo cái con đường bên tay phải nữa, mà nó sẽ đi theo con đường bên trái, nó kết hợp vào, thì như vậy nó chuyển cái gen CF IF sang cái con đường chuyển đổi bên trái, thì nó sẽ từ penicillin N, tức là sản phẩm của quá trình lên men, thì nó sẽ chuyển thành cái 7 ADCA làm một cái nguyên liệu để sản xuất kháng sinh bán tổng hợp, một công đôi việc. Thế thì tiếp theo là cái kháng sinh, thì bây giờ cái bán tổng hợp kháng sinh thì cái quan điểm là như thế này. Trên nguyên liệu cải biến từ kháng sinh truyền thống là penicillin và cephalosporin C, các em đã xem ở trong cái sơ đồ.
mà những cái kháng sinh này hiện nay đối với vi sinh vật kháng penicillin thì nó mất hiệu lực. Thì bằng tổng hợp hóa học tinh vi, người ta ghép thêm các nhóm chức năng khác nhau vào cái bộ khung của chúng, nó tạo ra một sự đa dạng về cấu trúc hóa học và cũng tạo ra một sự đa dạng về phổ tác động kháng sinh, tức là nó tăng được cái hoạt tính kháng sinh lên để mà nó ức chế hoặc là tiêu diệt các cái vi sinh vật gây bệnh. Thì đấy là cái cách của nó. Thế thì các cái ghép các nhóm chức thì nó ghép vào đâu? Thì nó như thế này. Từ cái penicillin G thì như vậy người ta mới xử lý nó thành cái 6 APA. 6 APA là gì? 6 APA là cái nhóm amin. Đấy, nó bị ở vị trí số 6. Tức là 6 amino penicillanic, P là penicillin. Cái chữ A này là axit, tức là để nó tạo ra cái co, tức là cái tâm là 6 APA từ penicillin, và từ cephalosporin thì nó tạo ra cái co là 7 ACA. Thế sau đó rồi thì người ta mới đưa các cái nhóm chức vào các cái vị trí gắn ở 6 APA và 7 ACA thì người ta sẽ được kháng sinh bán tổng hợp. Cái sơ đồ tiếp theo là nó giới thiệu cái sản xuất cái 7 ACA là cái nguyên liệu chính hiện nay để mà tạo kháng sinh bán tổng hợp bằng hai con đường. Ở bên trái là cái con đường từ cephalosporin C, người ta qua một số các phản ứng hóa học đóng vòng nguyên bên các thứ này nọ thì nó cũng tạo ra được 7 ACA. Ở bên phải, hai mũi tên bên phải thì cái mũi tên ở giữa là bằng cái công nghệ enzyme, người ta chỉ có sử dụng một cái enzyme cephalosporin acylase cố định thì người ta chuyển trực tiếp từ cephalosporin C thành 7 ACA. Còn cái sơ đồ ở bên tay phải có hai mũi tên thì người ta sử dụng hai cái enzyme cũng cố định. Tuy nhiên thì hiện nay cái đường ở giữa là chiếm ưu thế và cả thế giới hiện nay người ta đang làm cái đó. Và cũng thông báo thêm là từ năm 2000 trở lại đây thì chuyển hóa để mà tạo kháng sinh bằng bằng con đường hóa học, con đường bên trái là người ta đã bỏ và người ta sử dụng chủ yếu là sử dụng bằng cái con đường ở giữa, cái mũi tên ở giữa. Và như vậy nó giúp cho cái việc là tăng năng suất, giúp cho hạ giá thành đi rất nhiều, cho nên hiện nay kháng sinh là một cái mặt hàng nó không có đắt như hồi xưa. Đấy, thế thì cụ thể cái việc mà nó tạo kháng sinh bán tổng hợp là như thế nào? Thì từ hai cái nguyên liệu như chúng ta đã biết và trong sơ đồ chi tiết của tôi cũng có cái penicillin G, penicillin V và cephalosporin C thì người ta mới chuyển hóa nó bằng con đường hóa học hoặc chuyển hóa vi sinh. Tuy nhiên thì bây giờ người ta không dùng con đường hóa học nữa, mặc dù hóa học vẫn có thể làm được, người ta dùng bằng con đường gì? Bằng dùng enzyme và chuyển hóa vi sinh để tạo ra 7 ADCA, biến đổi tương hỗ thành 7 ACA. Đấy. Sau đó cái này nó là cái nguyên liệu để người ta đưa các cái nhóm chức vào 7 ACA, thì các em đã xem cái công thức ở cái slide ở phía trên tôi đã chỉ cho các em. Người ta mới đưa các cái nhóm chức vào 7 ACA thì cái con đường ở dưới là người ta gọi là tổng hợp hóa học. Thông thường thì người ta gọi là tổng hợp hóa học tinh vi, và do vậy cho nên cuối cùng để nó tạo ra được cái cephalosporin thì nó gọi là bán tổng hợp. Bởi vì cái phần trên là nó tổng hợp bằng lên men, nó chuyển hóa vi sinh, chuyển hóa bằng enzyme. Còn cái bên dưới thì nó là tổng hợp hóa học hữu cơ. Và do vậy cho nên nó có cái được gọi là cái bán tổng hợp. Rồi, ngoài hai cái nhóm kháng sinh rất là phổ biến và quan trọng như vậy thì nó có tiếp theo nó có neomycin. Thì các em cũng tác động neomycin thì như vậy chúng ta thấy như ở trong sơ đồ mà bốn cái cơ chế nó ức chế sản xuất ức chế cái vi sinh vật gây bệnh thì như vậy là nó thuộc về cái nhóm thứ hai, tức là nó ức chế cái chuyện tổng hợp protein ở cái tiểu đơn vị 30S. Đấy. Và như vậy là nó có nhiều cái chủng mà nó sản xuất các cái nhóm kháng sinh này. Tiếp theo là cái nhóm penicillamine. Đấy, thì nó cũng có nhiều cái chủng như vậy thì chúng ta tìm hiểu. Rồi cephalosporin.
rồi cyclosporin là vị trí. Cái cyclosporin này ấy, thì như vậy là nó là một cái chất mà nó ức chế miễn dịch. Thế hiện nay á, cái cyclosporin này ấy, thì nó được tách ra từ các cái chủng nấm. Đấy, thí dụ như là Tulipocladium inflatum gan. Nó là một cái polypeptide dạng vòng và nó ức chế cái gì? Nó ức chế cái phản ứng đào thải các cái tạng mà ghép. Cho nên khi cái người ghép tạng thì mặc dù người ta đã chọn rất nhiều các cái chỉ số về di truyền giống nhau nhưng không thể nào tuyệt đối. Và do vậy nó vẫn có một cái phản ứng miễn dịch nó bảo vệ và nó sẽ dẫn đến cái việc là nó loại bỏ, nó bóc cái tạng ghép đó. Để ức chế cái đó thì người ta dùng cái cyclosporin hoặc một số các chất khác. Nhưng trong trường hợp này là cyclosporin. Thì cái cyclosporin này nó ức chế các tế bào T, đặc biệt là nó ức chế cái tế bào T helper, là cái tế bào T lymphocyte mà nó khởi động cái phản ứng miễn dịch ở cơ thể người. Cho nên rằng là những người ghép tạng là bao giờ họ cũng phải được sử dụng cái thuốc này, và cũng rất là suốt cả cái thời gian còn lại. Rồi, nhóm tiếp theo là streptomycin. Đấy, cái streptomycin này thì nó cũng có được sản xuất bởi nhiều loại. Và cái phương thức tác động của nó là nó cũng ảnh hưởng lên cái tổng hợp protein ở cái tiểu đơn vị 30S theo những cái sơ đồ lúc nãy. Erythromycin cũng tương tự như vậy. Rồi, bây giờ đến một cái chuyển hóa thứ ba mà nhờ sinh vật, tức là chuyển hóa sinh học. Thế thì chuyển hóa sinh học là gì? Chuyển hóa sinh học ấy là cái việc mà sử dụng enzyme hay tế bào để mà thực hiện các phản ứng hóa học. Thì đặc điểm, một cái lợi điểm của cái chuyển hóa sinh học này này là nó có khả năng xúc tác phản ứng có tính chuyên biệt về vị trí và cấu trúc không gian. Đấy, tức là chuyên biệt về vị trí và cấu trúc không gian. Mà nếu như bằng con đường hóa học thì rất khó thực hiện. Và do vậy cho nên rằng là đây là một cái, nó sẽ giúp ngắn cái quy trình sản xuất các cái hoạt chất sử dụng trong y học rất là nhiều. Thế thì để chuyển hóa sinh học thì nó có hai cái chiến lược nó thực hiện. Có thể nó sử dụng enzyme tinh sản để làm cái chuyện này. Cái điểm thứ hai là nó có thể sử dụng các cái tế bào nguyên vẹn để làm cái chuyện đó. Thì trong cái sử dụng các tế bào nguyên vẹn thì chúng ta đã thấy cái thứ nhất là trong sản xuất vitamin C, cái chuyển hóa đó. Đấy, tức là như cái sơ đồ nó dùng cái tên là Ervinia thì nó chuyển gen vào cái con đó để nó đưa trực tiếp cái glucose về một cái tiền chất của vitamin C. Và cái chuyển hóa các steroid thì cái slide tiếp theo là nó nói về cái chuyển hóa các steroid. Ở đây á, thì như vậy là nó thuộc về cái nhóm thuốc cortisone, một cái loại thuốc mà như vậy là nó cũng được sử dụng rất nhiều ở trong những cái y học, đặc biệt là nó chống nhiễm trùng rồi thì nó làm xử lý các vết thương vân vân. Thì trong cái phản ứng này, trong cái quá trình chuyển đổi này thì cái việc đưa cái nhóm hydroxyl vào vị trí số 11, tức là hydroxyl hóa cái vị trí số 11 này, là một cái phản ứng cực kỳ khó. Mà nếu như bằng cái con đường hóa học thì nó phải thực hiện qua rất nhiều các cái chuỗi. Nhưng ở những cái chủng nấm, thí dụ như Rhizopus nigricans hoặc Rhizopus arizus, thì nó thực hiện chỉ trong một cái phản ứng. Thì như vậy là nhờ chuyển hóa này mà nó rút ngắn được cái công đoạn, nó tiết kiệm được hóa chất. Nếu như sản xuất bằng con đường hóa học thì nó mất 37 công đoạn. Còn nếu như sử dụng cái chủng nấm trên thì nó chỉ rút còn có 11 công đoạn. Và nó giúp giảm giá thành từ 200 đô la một gram còn lại 6 đô la một gram vào những năm 80 của thế kỷ trước. Đấy là cái chuyển hóa mà sinh học.
Thế còn cái chuyển hóa vitamin C thì chúng ta đã nói ở trên rồi. Tức là trong cái quá trình biến đổi cái D-sorbitol thành cái L-sorbose thì người ta cũng sử dụng như vậy, thì các em xem lại cái chuyển hóa đó. Rồi, tiếp theo ở trong cái này thì nó có cái sản xuất là các acrylamide và cái nhựa PVC. Thế thì cái con đường mà vào cái thập niên 80 ấy, thì bắt đầu nó sản xuất nhờ lên men vi sinh vật, nó chuyển hóa acrylnitrin thành acrylamide. Và như vậy là nó tạo ra những cái sản phẩm mà nó rẻ này, ít gây ô nhiễm môi trường này, và nó được sử dụng rất là rộng rãi. Và đây cũng là một trong những cái minh chứng có thể sản xuất công nghiệp mà nhờ chuyển hóa sinh học. Vì acrylamide này thì nó thường được sử dụng là thu hồi trong cái dầu mỏ. Và hàng năm thì người ta sản xuất một con số như vậy không phải là mới, cũng tương đối cũ rồi, khoảng 200.000 tấn. Mà người ta sản xuất thì bằng cái xúc tác là đồng, rất là ô nhiễm. Thế sau này thì người ta mới chuyển sang sản xuất là nhờ cái con vi khuẩn. Mà con vi khuẩn này thì nó có cái enzyme nitrin hydratase, nó chuyển hóa được acrylonitrin thành acrylamide. Do vậy cho nên rằng là nó rất là tiện. Và ở trong thực tế thì như vậy là người ta đã cố định hay người ta nhốt cái enzyme ở trong cái con nhộng. Cái con nhộng này là được tạo ra từ cái tetrametin orthosilicate, thì khi đó người ta chỉ việc đưa cái acrylnitrin, một cái sản phẩm lấy ra từ dầu mỏ vào, và như vậy sau đó thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ có tạo ra acrylamide. Như vậy đây là một cái con đường chuyển hóa sinh học cũng thú vị và nó ý nghĩa, và nó không có gây ô nhiễm môi trường. Thì người ta cũng vẫn tiếp tục, người ta đi tìm người ta những cái phân lập, hoặc là người ta bằng công nghệ gen người ta tạo ra các cái chất mà nó có hoạt tính khác. Rồi đến cái nội dung thứ tư của cái bài số 7, tức là các cái polymer sinh học hay là biopolymer, hoặc là các cái chất hoạt bề mặt sinh học là biosurfactant. Thì các cái polymer sinh học này thì bản chất của nó là gì? Nó là các cái đại phân tử mà nó thu nhận từ các cái vi sinh vật sống, mà chủ yếu là các polysaccharide ngoại bào. Những cái polysaccharide ngoại bào này nó giống như là một cái sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa. Tuy nhiên thì và một số các biopolymer này thì nó có những cái giá trị rất là đặc biệt, nó sử dụng ở trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và trong công nghiệp dầu mỏ. Thí dụ như chúng ta có thể lấy như này, thí dụ như xanthan chẳng hạn, là một cái biopolymer mà nó có nguồn gốc từ Saccharomyces campestris. Cái này nó được ứng dụng rất là rộng rãi, và cái doanh số của nó thì một con số tương đối cũ là 100 triệu đô trong một năm. Cái Saccharomyces campestris này nó là một cái vi khuẩn đất hiếu khí bắt buộc gram âm. Và như vậy là nó có khả năng tạo ra một cái polymer sinh học thương mại có tên là nhựa dẻo hay là cái gơm. Thí dụ như là xanthan gơm. Cái xanthan này nó có một ý nghĩa là gì? Là nó là cái chất mà nó tăng cường thu hồi dầu mỏ. Ngoài ra nó còn được phép dùng trong công nghiệp dệt, mỹ phẩm và thực phẩm. Đây là cái công thức của xanthan. Cái này nó là một cái polysaccharide ngoại bào. Nó có khung là cellulose và cái mạch bên của nó là các cái nhóm đường đường 3. Nó có một cái sở dĩ nó được sử dụng trong cái dầu mỏ là bởi vì này nó có một cái độ nhớt rất là cao. Và do vậy cho nên là nó giúp tạo huyền phù. Và như vậy là thí dụ như là trong cái vấn đề mình hút dầu từ dưới biển lên. Tất nhiên là dầu ở dưới biển thì nó ở dưới nhiệt độ nó cao cho nên nó ở dạng lỏng. Tuy nhiên khi vận chuyển theo cái đường ống
ngay khai thác dầu trên sa mạc ấy, anh phải chuyển theo đường ống đến những cái kho. Thì trong cái quá trình đó thì có thể do cái nhiệt độ nó hạ đi nào thì như vậy là nó trở nên nó bị đông lại, và đông lại thì nó sẽ gây cái phiền hà, tức là gì, gây cái phiền hà là ta phải gia tăng cái áp lực bơm cái dầu, và gia tăng lên thì nó sẽ dẫn đến là vỡ ống dẫn. Thế nếu người ta bổ sung cái xandan vào thì nó tạo ra một cái độ nhớt ổn định và nó không bị thay đổi bởi do cái nhiệt độ bên ngoài, và nó giúp cho cái gì bơm dầu về các kho chứa, về các nhà máy được an toàn. Đấy là cái, và do vậy cho nên là cái ứng dụng của nó rất là có giá trị. Thế lên men tạo sang san than gum thì như vậy là nó từ các cái phế thải từ các nhà máy sản xuất format, bởi vì trong cái format thì các em biết là nó chứa rất nhiều cái đường lactose. Lactose thì tôi nhắc lại như trong sơ đồ của tôi là nó cấu tạo từ galactose và glucose. Và cả hai cái này thì nó đều là gì? Nó đều là những cái sản phẩm đều đứng quyền nguyên liệu đầu vào của quá trình lên men. Và người ta cũng sử dụng tức là các cái kỹ thuật di truyền để người ta tăng cái hoạt tính và nó xử lý cái đó đi. Và người ta tạo ra được những cái chủng mà nó có thể phát triển rất là tốt, những cái chủng mà nó biểu hiện cái enzyme beta galactosidase và cái đặc biệt là cái lactose permease mạnh thì giúp cho các chủng này nó phát triển tốt trên môi trường nó chứa lactose và nó tạo cái xanthan rất là tốt. Bởi vì kỳ thực ra là trong cái ngành công nghiệp sữa thì cái ngành công nghiệp sản xuất format là chiếm tỷ lệ rất là cao, và khi sản xuất format thì nó sẽ tạo ra cái phế thải là cái dịch whey mà nó chứa rất nhiều lactose, và thông thường thì người ta rất khó xử lý đó. Thì và do vậy cho nên nếu như sử dụng nó để làm cái việc mà sản xuất xanthan than thì đấy là một cái vừa giúp cho tạo ra được một cái sản phẩm mới, nó lại giảm ô nhiễm môi trường. Những cái biopolymer khác thì dụ như là được sử dụng trong công nghiệp, thí dụ như là arginate vi sinh. Arginate nó có thể lấy từ tảo nhưng mà đây là arginate vi sinh, thì nó có thể lấy từ các vi khuẩn nhưng mà thông dụng thì nó lấy từ tảo đông. Tiếp theo là gelan thì nó cũng sản xuất từ cái loại vi sinh, cái chủng Pseudomonas aeruginea. Nó cũng được sử dụng rất là rộng rãi. Rồi Zanflo nó được thu nhận từ Erbinia tahitica. Nó cũng giống như là cái san than nhưng mà cái nhiệt độ ổn định của nó thì nó cao hơn. Rồi thì pululan, rồi thì polyhydroxybutyrat. Tôi muốn nhấn mạnh thêm cái chữ PHB, polyhydroxybutyrat này thì hiện nay là cái những cái polymer sinh học thì nó dựa trên cái PHB này khá nhiều. Cái này nó là một cái polyester chịu nhiệt. Nó được sử dụng rất là nhiều để làm màng bao, các dụng cụ giải phẫu xương nhân tạo. Thì cái này nó là một cái vật liệu sinh học rất là thú vị. Người ta đây là cái quy trình công nghệ mà nó tạo PHB từ nước chuối. Từ nước chuối này. Xong rồi thì nó được xử lý enzyme. Sau đó thì nó bổ sung thêm một số các cái chất nữa thì như vậy là người ta mới cho nó lên men. Thế còn tiếp tục thì ở đây thì là cái nước quả chuối, nước ép quả chuối người ta đưa vào thì lên men, thì như vậy là nó sẽ tạo ra lên men để nhân sinh khối thì như vậy, và nó để nó tạo ra một cái sinh khối. Cái sinh khối này thì như vậy là nó sẽ bổ sung thêm cái siro glucose vào thì nó cho lên men tiếp, thì cuối cùng nó sẽ tạo ra được cái sinh khối mà nó chứa PHB. Tất nhiên ở đây thì người ta cái quy trình nó là như vậy. Đây là cái sơ đồ sinh tổng hợp PHB. Ngoài thực tế thì các em thấy ông nó cũng, bao giờ nó cũng phải đi về cái bắt đầu, bao giờ nó cũng đi từ cái glucose, bởi vì glucose thì nó là một cái gì đó, nó là cái nguyên liệu đầu vào cho tất cả các quá trình lên men. Rồi
Tiếp theo là các cái chất hoạt động bề mặt sinh học, cái gọi là biosurfactant. Thế thì cái này nó những chất hoạt động bề mặt sinh học thì hiện nay nó cũng được sử dụng rất là rộng rãi trong ngành công nghiệp. Nó được lý do là như thế này, tức là nó giúp làm thay đổi hoạt động bề mặt, nó làm do làm giảm cái sức căng bề mặt. Đấy. Thế rồi thì nó có cái hoạt tính làm ẩm hoặc là xuyên thấm. Đấy. Nó có thể tạo ra được cả cái tính ưa nước và kỵ nước, nhũ tương hóa, vân vân. Tất cả những cái đó do vậy cho nên nó được sử dụng trong rất nhiều những cái sản phẩm, các cái chất tẩy rửa, các cái chất tạo bọt, các cái chất kết tụ, vân vân và vân vân. Thế rồi những cái ngay cả ví dụ như có thể được dùng những cái chất hoạt bề mặt này để nó tách kim loại ở trong cái quá trình xử lý môi trường. Cho nên nó ứng dụng rất là rộng. Đây đây là một loạt những cái ứng dụng của cái chất bề mặt thì cái thế thì bây giờ các cái nhóm mà nó tạo ra các nhóm vi sinh vật mà nó tạo ra các hoạt chất bề mặt thì như vậy thì nó gồm có nó đủ các cái loại đấy, thí dụ như là cái biosurfactant của vi khuẩn thì nó là đó là những nhóm vi khuẩn nó có thể tạo ra được cái phức glycolipid, tức là lipid kết hợp với đường vân vân. Thế rồi thì nó thì trong đó có những cái thí dụ như là rhamnolipid chất chúng ta sẽ xem xét đây là một số các cái chất mà nó kết hợp lipid với đường. Ở đây chúng ta thấy lipid này và đây là nối với đường vân vân và vân vân thì nó có rhamnolipid, nó có sulfurolipid và các cái ứng dụng của nó. Đây chúng ta thấy các ứng dụng của nó có rất nhiều trong các cái ứng dụng trong thực tế thì các em sẽ làm quen. Và đây là các cái ứng dụng, các cái chất hoạt động bề mặt sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Rồi, cái nội dung cuối tức là cái sử dụng vi sinh vật trong công nghệ sinh học khai khoáng. Cái bản chất của nó là như thế này, tức là nó dựa vào cái nhóm vi khuẩn Thiobacillus ferooxidans. Nó sống ở trong cái điều kiện cực đoan. Cái loại này nó có từ cái thời nguyên thủy khi trái đất mới hình thành, cực đoan về nhiệt độ, pH rất là thấp, rồi nó có vân vân và vân vân. Đấy ở trong những cái hỗn những cái hỗn hợp mà nó chứa nhiều các cái kim loại. Cái nhóm vi khuẩn này nó có cái tác động là gì? Nó có cái tác động là làm tan một số các cái kim loại ở trong các cái quặng. Nó làm tan bằng cách nào? Nó làm tan bằng cách tức là nó tạo ra cái phản ứng oxy hóa cái pyrit, tức là FeS có rất nhiều trong vỏ trái đất và nó biến cái sắt không tan thành dạng tan. Đó, nó biến cái sắt ở trong cái pyrit thành cái dạng tan. Sau đó cái sắt này này nó sẽ phản ứng oxy hóa với lưu huỳnh để nó tạo ra cái sulfit axit. Đấy. Thế thì tức là FeSO4, Fe2O4. Thế thì các cái quặng ở trong cái kim loại ở trong các cái quặng đó, thí dụ như trong trường hợp là đồng uranium tức là Cu đồng đây và uranium ở trong quặng, nó sẽ tác động với cái muối sắt này để nó chuyển về dạng sulfat. Đó, đây là quá trình của nó. Thế thì thông thường và sau đó thì người ta tách cái quặng từ cái dạng sulfat ra thì người ta thu được quặng thôi. Đó, người ta, đây nó chuyển về dạng sulfat. Thí dụ như trong trường hợp đồng và trong trường hợp uranium thì khi nào người ta dùng cái phương pháp này? Người ta dùng cái phương pháp này là trong cái trường hợp khi mà cái hàm lượng quặng kim loại trong quặng nó nhỏ. Thí dụ trong đồng đối với đồng chẳng hạn nó nhỏ hơn 4% thì người ta không bằng cái con đường khai thác mỏ, nó không hiệu quả. Thế thì khi đó người ta chỉ việc tức là gì mà cái con Thiobacillus ferooxidans thì nó sống ở pH thấp cho nên là người ta chỉ việc cho cái nước chứa vi khuẩn nó chảy qua cái quặng đồng và người ta có thể thu lại được cái đồng trong công dịch. Đấy là cái trường hợp. Cái trường hợp thứ hai á, là người ta có thể khai thác những cái quặng mà nó có ảnh gọi là phóng xạ, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người.
Thí dụ ở Canada, ở cái mỏ Denison thì người ta thu hoạch cái quặng uranium cũng bằng cái thiêu ba sulfuric ferro oxide nặng, mà người ta cũng khai thác được rất là nhiều. Hoặc là khai thác vàng cũng nhận, bởi vì vàng thì bao giờ nó đi bên cạnh các cái chất phóng xạ, cho nên nhưng mà vừa bằng một cách tức là nó đỡ tốn kém, thứ hai tức là nó tăng được cái gì các cái hiệu quả kinh tế nó lên. Đây là cái sơ đồ chung của cái quá trình đó. Thì từ cái quặng ban đầu này, người ta chỉ nghiền nó ra, sau đó rồi thì người ta mới xử lý nhiệt độ, rồi nó khuấy pH vân vân, thế rồi thì người ta cho cái chất dinh dưỡng cho cái vi sinh vật nó ăn, và người ta sục oxy. Thì khi đó nó sẽ có cái chuyện là gì, người ta bơm vào các cái hỗn hợp thì nó người ta sẽ nhận được các cái dịch từ các cái quặng nó chảy ra. Thì trong trường hợp uranium thì nó chảy ra, thì đầu tiên là người ta nhận được cái dịch mà nó chứa uranium nồng độ cao, sau đó thì người ta tủa, thì rồi người ta làm cho nó lắng xuống, rồi người ta làm khô nó, và cuối cùng thì chúng ta nhận được cái oxit uranium màu vàng. Và cái này thì người ta sẽ đưa đi để người ta làm giàu uranium ở các cái bước tiếp theo. Thì đây là một cái gọi là cái sơ đồ để mà nó sản xuất bằng cái phương pháp tức là sử dụng cái vi sinh vật để mà khai thác. Tức là sản xuất công nghiệp thì người ta bơm các cái trùng rồi thì các cái dịch axit vào, đây là các cái vỉa quặng, và sau khi một thời gian thì nó vào và nó thực hiện các cái phản ứng như ở trên, thì chúng ta sẽ được cái dịch mà nó chứa các cái quặng mà chúng ta cần khai thác. Sau đó người ta chỉ việc hút nó lên, người ta xử lý những cái dịch đó và người ta sẽ thu được cái loại cần thiết. Đây là cái sinh khối vi sinh vật tuyệt quặng. Đây là cái sơ đồ sản xuất ở cái nhà máy sản xuất uranium nhờ vi sinh vật. Đấy. Ở đây chúng ta thấy là nó như thế này. Tức là coi như phải có cái xử lý axit. Thế rồi thì đây là các cái đống quặng. Thế khi người ta xử lý axit thì như vậy nó sẽ chảy. Đây, đây là cái máng và nó sẽ đưa vào các cái gì, các cái nhà máy và để mà nó sản xuất. Thí dụ như là đây là để nó gia tăng cái hàm lượng, đây nó chiết xuất, đây thì nó tạo ra lắng, tủa, và như vậy cuối cùng là người ta thu được cái quặng. Và đây ấy là gì, quá trình coi như làm giàu uranium ở cái dạng quặng chứ chưa phải ở cái nhà máy, là một số nước để mà làm tạo ra cái nguyên liệu để chạy máy điện hoặc là làm các cái vũ khí nguyên tử. Thế còn axit sau khi xử lý xong ở đây thì nó lại được quay về tiếp tục sử dụng. Thì một cái hướng sử dụng luyện kim vi sinh vật thì nó có một loạt những cái ưu điểm như là ít tốn nhiên liệu, ít gây ô nhiễm, thế rồi thì nhiều vi sinh vật nó lại còn có khả năng hấp thu các kim loại trên bề mặt, ví dụ như có những cái tảo chlorella chẳng hạn, hay là một số các cái chủng nấm men nó cũng có cái tính đó, và như vậy là người ta có thể dùng cách đó để mà làm tham gia vào rất nhiều những cái phản ứng mà làm thiểu ô nhiễm môi trường chẳng hạn, làm sạch các cái kim loại, đặc biệt kim loại nặng từ các cái nước phế thải vân vân, hoặc xử lý nước thải. Thì cái chuyện này là một cái rất là coi như ưu thế so với xử lý hóa học. Xử lý vi sinh vật thì nó còn có một số cái khác nữa, tức là khi mà xử lý đối kim loại thì nó có một số cách này như thế này. Tức là vi sinh vật nó có thể biến một số chất độc thành dạng bay hơi bằng cách tức là thực hiện các phản ứng metin hóa, đặc biệt là những chất như arsen, telluri, selen. Nó có thể làm tủa kim loại xuống, đặc biệt là đối với những sắt, mangan, molybden, niken. Hoặc là nó có thể tích lũy vào bên trong bản thân nó, tức là khi nó phát triển thì nó tích lũy các cái kim loại, nó lấy cái kim loại và nó giữ ở trong tế bào của nó, và sau đó người ta chỉ việc tức là gì, thu hồi sinh khối. Cũng tương tự như vậy là đối với các vi sinh vật mà nó có khả năng tức là hấp thu, nó giữ các cái chất đó trên bề mặt, ví dụ như giữ uranium, giữ vàng, chì, vân vân, thì như vậy là nó giữ và ở cái mật độ rất là cao, và do vậy người ta chỉ việc tức là cung cấp chất dinh dưỡng cho nó để nó phát triển, và sau đó người ta thu sinh khối, thì
thì đồng thời người ta vừa làm sạch được môi trường, người ta vừa thu được một cái lượng kim loại. Thế thì đây nó là một số các cái quy trình vi sinh vật. Thì tóm tắt hai cái bài 6 và bài 7 thì toàn bộ các cái quy trình mà nó sử dụng vi sinh vật trong công nghiệp thì nó được mô tả ở trong, như vậy là 16 các cái ứng dụng, thì các em phải xem kỹ bởi vì cái này nó liên quan tất cả những cái gì chúng ta đã học ở trong bài 6 bài 7. Thì đến đây ấy, thì coi như là chúng ta kết thúc cái bài số 7 ấy. Và ở đây ấy, thì nó còn các em xem thêm các cái phim mà sẽ được đưa vào sau một số các cái bài giảng ở trong cái bài này. Thì về các cái câu hỏi ở trong cái bài này thì các em đặc biệt lưu ý cho tôi hai cái vấn đề. Thứ nhất ấy là các em quan tâm tìm hiểu xem lại những cái công nghệ câu số 6, công nghệ vaccine phát triển như thế nào và liên hệ với vaccine COVID-19. Và một cái điểm nữa là câu số 11 nêu các cái một số các cái chất kháng sinh, antibiotic thông dụng và các cái nhóm chất để mà tạo ra chúng và bằng cái cách thức chúng nó sản xuất, tức là câu 6 và câu 11. Thì bài giảng đến đây là hết. Xin chào các em. Có những cái câu hỏi gì thì các em có thể là trao đổi với tôi thông qua cái mail của tôi mà tôi đã cho từ hôm trước.